Các AI tutor 64 TOPIK 1, tiết lộ các bí mật chính. Bài kiểm tra năng lực tiếng Hàn TOPIK 1 và 2 dành cho người nước ngoài lần đầu tiên tiết lộ cách phản ứng với bài kiểm tra nghe và đọc. Nó không chỉ là một lời bình luận có vấn đề. Câu trả lời đúng là trước hoặc sau một từ cụ thể. Ngoài ra, chúng tôi tiết lộ các bí mật cốt lõi để xác định câu trả lời đúng theo kiểu câu hỏi bí mật quan trọng này đối với chiến lược ứng phó thử nghiệm của Hàn Quốc có tác động to lớn đến việc rút ngắn thời gian thử nghiệm. Các bí mật chính cũng nằm trong tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Hàn. 31, 33, câu chuyện về cái gì? Chọn một ví dụ chính xác, chẳng hạn như ví dụ. Hai điểm mỗi ví dụ. Câu hỏi số 31. Tìm điểm chung đầu tiên trong câu cho trước. Và nếu bạn so sánh các tùy chọn một 2, 3, 4 từng cái một, bạn sẽ thấy câu trả lời. Nếu bạn so sánh các tùy chọn 1, 2, 3 và 4, bạn có thể thấy rằng điều chung giữa các từ sáng và 8 giờ là thời gian. Vậy câu trả lời là số 4, thời gian. Câu hỏi số 32. Trước tiên hãy tìm điểm chung trong câu đã cho. Và nếu bạn so sánh các lựa chọn 1, 2, 3 và 4, bạn có thể thấy câu trả lời những từ cụ thể, nhà và nghỉ ngơi có điểm chung là nếu bạn so sánh các lựa chọn 1, 2, 3 và 4, nghỉ ngơi tại nhà là một ngày lễ. Vì vậy, câu trả lời là số 2, nghỉ. Câu hỏi số 33. Trước tiên hãy tìm điểm chung trong câu đã cho. Và nếu bạn so sánh các lựa chọn 1, 2, 3, 4, bạn có thể thấy câu trả lời Điểm chung của từ tơ và Sức là chúng là trang phục nếu bạn nhìn vào lựa chọn 1, 2, 3, 4. Vậy câu trả lời là số 1, quần áo. 34, 39 loại vấn đề là Thứ nhất, đó là vấn đề tìm điểm tương đồng, mối quan hệ theo lý trí, nguyên nhân, kết quả, giữa các hành động hoặc tình huống trong hai câu. Thứ hai, điều tra là một giới từ. Đó là câu hỏi chọn một cuộc khảo sát phù hợp với bối cảnh thứ ba, đó là vấn đề chọn một phó từ của thời gian. Câu hỏi số 34. Giống như câu hỏi 33 ở trên, đó là câu hỏi tìm mối liên hệ với hành vi. Tuy nhiên, trống rỗng nằm ở câu trước. Nói cách khác, lý do cỡ câu trước là thực hiện hành động của câu sau. Nếu bạn vẫn còn một câu hỏi nhỏ, hãy so sánh các lựa chọn 1, 2, 3, 4 từng cái một và bạn có thể đoán hành vi tiếp theo. Câu hỏi số 35. Điểm mấu chốt của câu hỏi 33, 35 ở trên là tìm ra mối liên hệ giữa hành vi. Đây là sự kết nối của hành vi, kết quả chứ không phải lý trí. Bởi vì tôi đã gọi cho bạn, đó là lý do tại sao tôi nói chuyện. Vì vậy, câu trả lời là số 4.